Mã vật thể SCP-062, máy tính lượng tử, phân loại, Euclid, quy trình quản thúc đặc biệt. SCP-062 được giữ trong một phòng chứa chuyên dụng tại điểm. Ở điều kiện luôn luôn sạch sẽ, bất cứ thử nghiệm trên SCP-062 nào cũng phải có sự chấp thuận của ít nhất hai nhân viên cấp 3, và chỉ được thực hiện với nguồn điện độc lập, không được nối SCP-062 với bất kỳ mạng liên kết ngoài nào, và mọi dữ liệu trích xuất từ SCP-062 phải được lưu trữ trong phương tiện rời an toàn cho đến khi được phân tích. Miêu tả SCP-062 dường như một chiếc máy tính cá nhân để bàn không nhãn mác đựng trong một chiếc thùng máy bằng nhôm không rõ hãng chế tạo. SCP-062 nặng một cách bất thường vào khoảng 24 kg và không có bất kỳ dạng nhãn mác nào trên nó. Cụm từ thông tin là tự do được khắc lên thùng máy gần phía sau, nhìn trông giống một biểu tượng chìa khóa hay vật gì đó tương tự. Công tác kiểm tra cho thấy bên trong SCP-062 hoàn toàn giống, trừ một bảng mạch in không có dữ liệu ở nơi đáng ra là bo mạch chính của máy tính thông thường. SCP-062 sẽ không hoạt động nếu thùng máy không được đóng kín. Mọi nỗ lực mở thùng máy trong khi nó đang vận hành đều khiến nó tự tắt nguồn ngay lập tức. Dù vậy, SCP-062 vận hành bình thường như mọi máy tính để bàn khác, ngoại trừ một điều là cách thức hoạt động, hệ thống xử lý, dữ liệu lưu trữ và ngôn ngữ vận hành đều khác hoàn toàn trong mỗi lần khởi động. SCP-062 được phát hiện nằm ở tầng hầm phòng máy của Đại học Khoa học Máy tính, được sáng lập bởi một đặc vụ nằm vùng của tổ chức đã chiếm đoạt vật thể và đem nó đến điểm nơi lưu giữ nó cho đến nay. Phụ lục 062-001 danh sách một số lần khởi động đáng chú ý. Lần 1. Miêu tả SCP-062 hiển thị như đang chạy hệ điều hành Windows XP bằng tiếng Catalan. Phân tích dữ liệu lưu trữ cho thấy các báo cáo tài chính của ngân hàng tại Pháp vào khoảng thời gian từ tháng 5, 1963 đến tháng 4, 1987. Các báo cáo này không trùng khớp với báo cáo thực của ngân hàng này được thâu tóm bởi các đặc vụ nằm vùng thuộc tổ chức. Lần 2. Miêu tả SCP-062 hiển thị như đang chạy hệ điều hành Debian Linux bằng tiếng Latin. Dữ liệu lưu trữ bao gồm một thư viện nhạc gồm các bản ghi âm của hơn bản hợp xướng và thánh ca. Tuy nhiên, chúng không được tìm thấy được lưu ở bất kỳ nơi nào hay từng được trình diễn ở bất kỳ đâu. Lần 3. Miêu tả SCP-062 hiển thị như đang chạy một phiên bản Solaris bằng tiếng Bồ Đào Nha. Dữ liệu trong máy gồm số liệu quảng cáo và tiếp thị cho có vẻ như là một tập đoàn thương mại về hàng không vũ trụ không hề tồn tại. Lần 4. Miêu tả SCP-062 hiển thị như đang chạy một hệ điều hành chưa từng được biết đến trong tương đồng OS/2 với một ngôn ngữ chưa được biết đến, sau đó được nhận dạng là có rất nhiều điểm tương đồng với bản thảo Voynich. Nỗ lực giải mã các dữ liệu lưu trữ trên đang được tiến hành. Lần 5. Miêu tả SCP-062 hiển thị như đang chạy bằng tiếng Pháp. Dữ liệu lưu trữ trong máy được kết luận là thuộc về một máy tính làm việc chuyên dụng của tổ chức, nhưng thông tin vị trí của nó, điểm, không tồn tại. Công tác điều tra đang được tiến hành. Lần 6. Miêu tả SCP-062 hiển thị như đang chạy hệ điều hành Apple OS X bằng một ngôn ngữ có vẻ như là bảng chữ hình nêm cổ đại Akkadian vùng Lưỡng Hà. Dữ liệu trong máy được soạn thảo chủ yếu là các văn bản tôn giáo và mô tả lễ tế cũng như các tục lệ mang tính nghi thức. Lần 7. Miêu tả công tác điều tra đang được tiến hành nhằm tìm ra bằng cách nào virus có thể nắm quyền kiểm soát 3 máy tính và một trạm lưu trữ dữ liệu trước khi SCP-062 bị buộc tắt. Tất cả máy tính bị ảnh hưởng đã được cách ly.